Kính thưa quý khán thính giả, lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trang trọng khai diễn lúc 12 giờ trưa thứ Bảy 1 tháng 11 năm 2014 tại Trung tâm Sinh hoạt Quốc hội Bắc California với khoảng 150 người gồm đại diện các tổ chức hội đoàn, nhân sĩ, đồng hương và truyền thông địa phương đến tham dự. Hai MC, ông Huỳnh Phong và ông Trương Ngọc Mỹ điều khiển chương trình buổi lễ. Chào tay! Chào! Lễ tưởng niệm được bắt đầu bằng lễ rước di ảnh cố Tổng thống Ngô Đình Diệm qua hàng quân danh dự và quan khách đứng nghiêm trang hướng về đoàn rước di ảnh tiến vào vị trí hành lễ. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và ông Nguyễn Đức Cường tiếp nhận di ảnh cố Tổng thống Ngô Đình Diệm an vị lên bàn thờ. Tiếp đó, lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Mời quý vị theo dõi trích đoạn như sau. Quý chư hữu, chào tay! Chào! Quốc ca Hoa Kỳ. Sau đây là lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêm! Chào tay! Chào! Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Niệm để tưởng nhớ tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến anh hùng tử sĩ đã vị quốc vong thân, để tưởng nhớ đến chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chiến sĩ đồng minh, đặc biệt hơn 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ, tự do, dân chủ cho Việt Nam Cộng Hòa. Để tưởng nhớ đến quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã thiệt mạng trong lao tù Việt Cộng và trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Đặc biệt hôm nay, để tưởng nhớ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, vị chí sĩ sáng lập đệ nhất Cộng Hòa, người khai mở kỷ nguyên tự do dân chủ cho tổ quốc và dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Sau đó là phần niệm hương trước bàn thờ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ban tổ chức mời khách danh dự tiến đến bàn thờ dân hương. Tiếp theo là đại diện các đoàn thể, đồng hương và các chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa thắp nén hương dâng lên bàn thờ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau phần giới thiệu quan khách, trưởng ban tổ chức ông Mai Quyên, chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California, ngỏ lời chào mừng quan khách. Ông nói lên mục đích và ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, trích đoạn như sau. Kính thưa Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, đại diện các tướng lãnh, kính thưa quý vị niên trưởng quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, quý đại diện các đoàn thể, tổ chức chính trị quốc gia, quý cơ quan truyền thông và báo chí, quý đồng hương tị nạn cộng sản và quý chiến hữu thuộc các quân binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính chào mừng quý vị đã đồng ứng tham dự buổi tổ chức lễ giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lần thứ 51 trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sự việc tiểm niệm các vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã quá cố mà khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali chúng tôi vẫn duy trì hàng năm tại trung tâm sinh hoạt, nơi thờ kính các chư vị anh linh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho Tổ quốc, vì lý tưởng tự do theo truyền thống khu hội đã từng nghĩ đến và làm trong mục đích vinh danh những vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có lập trường nhiệt huyết với Tổ quốc dân tộc, chống lại chủ thuyết cộng sản vô thần, gian manh xảo quyệt để đem lại tự do dân chủ nhân quyền, hạnh phúc ấm no cho toàn dân Việt Nam. Mặc dù thời thế và bối cảnh chính trị của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thời điểm đó với áp lực của một đồng minh thân cận và siêu cường nhất thế giới đã xoay chuyển trong quyền thế để xảy ra việc chính biến vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, khiến Tổng thống Ngô Đình Diệm, người sáng lập nên nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, đã bị thảm sát và nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam cũng chấm dứt từ đó. Việc phê phán của nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam do cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng tôi xin để quý vị suy luận, thế giới nhận xét và lịch sử Việt Nam phê phán công và tội. Nhưng cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã lập nên nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, đã đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền, hạnh phúc, ấm no và an ninh cho đồng bào miền Nam Việt Nam trong suốt 9 năm trời mà cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo đất nước. Hôm nay, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục duy trì lễ tưởng niệm lần thứ 51 của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm để nói lên lời tri ân một vị nguyên thủ quốc gia luôn luôn đặt quyền lợi Tổ quốc, dân tộc và đồng bào trên hết, với chủ trương Tổ quốc an ninh, dân cư lạc nghiệp, quốc gia thái bình và thịnh vượng. Nguyện cầu anh linh cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sống khôn, thác thiêng, xin phù trợ cho đồng bào quốc nội và hải ngoại lưu vong hiệp một lòng một ý, xóa bỏ thể chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng sản để đem lại tự do dân chủ nhân quyền cho hơn 85 triệu đồng bào tại Việt Nam đang khát khao vùng dậy. Trân trọng kính chào quý liệt vị. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình kêu gọi mọi người trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ, cần có một tiếng nói chung hợp nhất để tạo thành một cuộc cách mạng tại Việt Nam. Trích đoạn. Thế hệ trẻ phải thấy rõ rằng những cái gương sáng của Ngô Đình Diệm và những người lãnh đạo của đất nước của chúng ta trong một chục năm trước đã làm, và bây giờ mọi người trong nước và hải nước phải có bổn phận để mà đưa lại đất nước và dân tộc được ở một cái trạng thái bình thường như tất cả các dân tộc khác. Tất cả các anh em ở trong nước đã ý thức trong một cái hoàn cảnh mà đầy những cái đe dọa của cộng sản mà họ vẫn dám công khai đứng lên để mà làm những cái chuyện mà khó khăn đó,
thì tôi nghĩ rằng ở ngoài này chúng ta cũng phải có bổn phận làm sao mà tạo được một cái thành trì vững vàng để tạo một cái thời cơ để mà có cái sự mà cải biến, chuyển biến hay là kể cả cách mạng ở trong nước. Tất cả các anh em ở trong nước Hàn Quốc phải tiến đến một cuộc cách mạng để mà sửa đổi đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ông Nguyễn Đức Cường, cựu Tổng trưởng Kinh tế Việt Nam Cộng Hòa, đưa ra những dữ kiện lịch sử gần đây để mọi người suy xét về những dư luận trước đây và sau này cho rằng ông Ngô Đình Diệm về nước làm thủ tướng là do sự đưa đẩy của người Mỹ hay người Pháp, trích đoạn như sau. Gần đây có những cái dữ kiện về lịch sử, tôi xin nói lại vài ba chuyện để quý vị suy xét. Ông Ngô Đình Diệm rời nước Mỹ tháng 5 1953, tháng 5 1953 để đi Âu Châu. Lúc ông Ngô Đình Diệm rời xứ Mỹ tháng 5 năm 1953, những người tiến đưa ông Ngô Đình Diệm có 9 người mà thôi, không có một quan chức nào của chính phủ Mỹ. Và một trong những 9 người đó, nhân chứng trong cái vụ tiến đưa ông Diệm có mặt tại đây. Nếu mà quý vị muốn hỏi thêm chi tiết về cái lúc tiến đưa ông Diệm tháng 5 năm 1953 để ông Diệm đi Âu Châu. Kế tiếp, khi ông Diệm tới nước Bỉ, tức là Belgium, sau đó khoảng 2 tháng, ông Diệm có viết một cái thơ cho Benedictine Monastery, tức là dòng cha Benedictine ở Belgium, để xin nhập viện với tư cách là một người gọi là oblate, tức là không phải là tu sĩ nhưng mà được xin vào trong viện đó. Cái thơ đó tôi có được đọc, tôi tiếc là không có giữ một bản sao, nhưng mà những người ở bên Benedict đó họ có đến tại cái tu sĩ đó, Benedictine Monastery, và họ có cái thơ do ông Diệm viết thơ cho Benedictine Monastery ở bên Benedict để xin vào viện ở bên Benedict. Tức là lúc đó ông Diệm cũng không có một cái chương trình nào để mà sinh hoạt ở Việt Nam. Tháng 7 năm 54, khi ông Diệm về chấp chính, thì đến tháng 8 năm 54, tức là một tháng sau, quý vị nhớ là một tháng sau thì lúc đó Hiệp định Geneva đã ký kết ngày 20 tháng 7. Ông Diệm về chấp chính mùng 7 tháng 7. 20 tháng 7 thì là ký Hiệp định Geneva. Đến tháng 8 năm 1954, ông Đại sứ Mỹ tại Pháp, tên là ông Dillon, họp với ông Đại sứ Mỹ tại Pháp. Không, xin lỗi, ông gặp ông đặc sứ của Pháp tại Bộ Ngoại giao Pháp. Và ông đánh điện về cho Ngoại trưởng Mỹ tháng 8 năm 54, tức là một tháng sau khi ông Diệm chấp chính. Và ông nói rõ rằng là ông Diệm sẽ không có đủ khả năng để mà thực hiện những cái gì mà chúng ta muốn ông ta thực hiện. Và nghĩ rằng là ông Diệm chỉ trong một tháng là sẽ phải nghỉ, từ chức, không thể nào có đủ khả năng để mà làm bất cứ một cái công việc gì hết. Đó là tháng 8 năm 54. Vậy nếu mà chính phủ Mỹ mang ông Diệm về tháng 7 năm 54 mà tháng 8, một tháng sau đã có người nói rằng ông không thể nào làm được việc. Đến tháng 12 năm 54, ông Tương Hình từ chức. Tháng 4 năm 55, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đánh điện về cho Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng Mỹ, cũng nói rằng ông Diệm chỉ được thêm 2-3 tuần nữa mà thôi.
chúng ta phải chuẩn bị có người nào thay thế. Và họ đã đề nghị lúc đó hai người thay thế ông Diệp, hoặc là ông Trần Văn Đỗ hay là ông Phan Huy Khoát. Đây là tháng 4 năm 1955. Tôi còn nhớ đến tháng 5 năm 55, lúc đó tôi di cư vào Việt Nam, vào Sài Gòn. Lúc đó qua một giai đoạn binh biến với Bình Xuyên, tôi còn nhớ súng nổ ngay ở Sài Gòn. Và trong một tháng ông Diệm đã thanh toán được phiến loạn Bình Xuyên. Đây là tháng 5 năm 55. Quý vị nhớ là hai năm sau, năm 1957, hai năm sau, đúng hai năm, ông Diệm đã đạt được những công việc như thế nào? Trước hết, chúng ta có một hiến pháp tháng 10 năm 55, và tháng 10 năm 56 ông Diệm đã cử tổng thống. Và đến tháng 6 năm 57, ông Diệm được tiếp đón tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ với tư cách là thượng khách của chính phủ Mỹ và của Quốc hội Mỹ. Quý vị tưởng tượng trong hai năm trước đó là tháng 5 năm 55, ông đại sứ Mỹ bảo là ông Diệm chỉ có mấy tuần nữa mà thôi. Hai năm sau ông Diệm sang bên Mỹ với tư cách là thượng khách của chính phủ Mỹ và đến nói chuyện với lưỡng viện Quốc hội và được tiếp đón ở New York, thành phố New York một cách rất là trọng thể. Tôi chỉ muốn nói là ông Diệm, cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã đạt được kết quả như vậy trong một cái hoàn cảnh rất khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Bao nhiêu đại sứ Mỹ, đại sứ Pháp đều cho ông Diệm là chỉ 1-2 tuần, 1-2 tháng mà thôi, không có sự ủng hộ nào hết. Nhưng mà ông Diệm đã qua được hết cả những cái khó khăn đó và đã đạt được những cái kết quả mà chúng ta đã từng thấy. Xin cảm ơn quý vị. Trích đoạn phát biểu của giám sát viên Deb Cottagey được luật sư Đỗ Văn Quang Minh chuyển Việt ngữ. Ông ấy có nhớ, tuy là ông còn nhỏ, cái biến chuyển tại Việt Nam và ảnh hưởng tới cả thế giới. This is a wonderful tribute, of course, not just to the former president, but to all the rank and file military personnel who gave the ultimate sacrifice, who gave their lives for their country. Đây là một cái sự kính trọng không hẳn Tổng thống Ngô Đình Diệm mà tất cả những ai đã hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa. As a young man, while many of you were there protecting freedom, human rights, and democracy, I was watching here on television the burial of John F. Kennedy, the assassination of Dr. Martin Luther King. And on June 4th, 1968, on the night my father won his first election, the assassination of Robert F. Kennedy here in California. Và tôi còn nhớ trong lúc một số quý vị tranh đấu cho tự do dân chủ, tôi nhớ cái sự ám sát của một số những người đạo đức, kể cả mùng 4 tháng 6, 1968, sự ám sát của ông Robert Kennedy, hồi đó là ứng cử viên tổng thống, và cũng là cái ngày cha của ông Dave Cortese đắc cử. So I tell you that because I want you to know that I understand firsthand, not from reading books, not from listening to stories, but I know firsthand what it feels like to go through this kind of tragedy, what a shock it is, not just to the country, but the people of the country, and how people grieve over these kinds of assassinations of our greatest leaders. Và tôi không hẳn chỉ có đọc qua báo chí, sách vở, nhưng mà tôi trực tiếp đã trải qua và có những cái kinh nghiệm nhìn thấy những cái cuộc ám sát đó nó ảnh hưởng đến quốc gia. But of course we all know that those of us who live on have become stronger for it, and we have built great things right here
in this country together. We're so much better working together. And I look forward to working with all of you together to finally achieve the dreams of the Vietnamese American community right here in the city of San Jose as your next mayor. And I thank you all for your support. Và tôi tin rằng là chúng ta vẫn sống sót và còn mạnh hơn, đã trải qua những cái thử thách và bây giờ chúng ta còn mạnh hơn. Và tôi mong đợi sẽ là thị trưởng để cộng tác và làm việc chung với quý vị cho thành phố San Jose. Cô Vân Lan Trường thay mặt giám sát viên Cindy Chavez đọc lên cảm nghĩ về cuộc thảm sát nhà ái quốc Ngô Đình Diệm gây thảm họa cho đất nước Việt Nam. Trích đoạn. Khi tưởng nhớ đến vị tổng thống dân cử đầu tiên của nền đệ nhất Cộng hòa của Việt Nam từ năm 1954 tới 1963, có lẽ quý vị không khỏi nhớ đến một số chính sách quan trọng và tiêu biểu của cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam như chủ nghĩa nhân vị, chính sách ấp chiến lược, xây dựng làng ấp và chính sách cứu hồi, kêu gọi đối phương trở về với chính nghĩa quốc gia. Tổng thống Diệm đã lãnh đạo và canh tân xứ sở, giúp mang lại một đời sống thanh bình và ổn định với nhiều triển vọng cho đến khi chiến tranh Việt Nam ngày càng gia tăng với Cộng sản Việt Nam và sự giúp đỡ của đồng minh Hoa Kỳ cùng biến cố Phật giáo làm đảo lộn trật tự xã hội, mang đến nhiều thảm họa cho đất nước Việt Nam. Sau hơn nửa thế kỷ, người dân Việt Nam ngậm ngùi nhìn lại những biến cố lịch sử đó và tiếc thương cho một vị nguyên thủ quốc gia có tinh thần dân tộc đã cố gắng xây dựng xã hội thời hậu thuộc địa và một nhà ái quốc liêm chính, cương quyết chống chủ nghĩa cộng sản, ngoại lai, mặc cho bao chông gai và thử thách. Sự tham chiến của Hoa Kỳ vào chiến trường Việt Nam, cuộc thảm sát Tổng thống Diệm và bảo đệ của ông là ông Ngô Đình Diệm và những cuộc đảo chính của các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã dẫn đến những hậu quả tang thương không thể tránh khỏi được cho đất nước Việt Nam. Tôi hy vọng rằng lịch sử sẽ đặt cho Tổng thống Ngô Đình Diệm một vị thế xứng đáng cho lòng yêu nước, yêu chính nghĩa của ông. Tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trong ngày giỗ của ông và kính chào các vong linh của những chiến sĩ, những người dân cũng như những nhà lãnh đạo quá cố đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Lịch sử đã dạy chúng ta nhiều bài học vô cùng giá trị về chiến tranh và hòa bình, và nhất là những nhà lãnh đạo quốc gia. Họ đã để lại những trang sử cần được học hỏi và suy ngẫm cho các thế hệ mai sau, hầu tránh khỏi những lỗi lầm của quá khứ nhằm xây dựng quốc gia và sự trường tồn của dân tộc. Tôi kính chúc quý vị và gia đình mọi điều may mắn, luôn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Trân trọng và giám sát viên Cindy Chavez xin kính chào quý vị. Trích đoạn phát biểu của ông Trương Thành Minh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California. Chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, người đã khai sáng nền đệ nhất Cộng Hòa của chúng ta, đã cho chúng ta hưởng được những cái thời điểm đầu tiên của tự do, độc lập. Cái ngày mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã có những cái thời điểm huy hoàng, mặc dù vừa mới tách ra khỏi một cái chế độ phong kiến cũng như cái sự lệ thuộc của Pháp. Kính thưa quý vị, nhớ đến những ngày hôm đó, chúng ta mới nhớ lại rằng trong thời gian đó, Cộng sản không bao giờ có thể phát động được một cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã lợi dụng lòng dân, đã lợi dụng cái lòng yêu nước và chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam để phát động cái chiến dịch, cái cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Bởi vì chính Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đưa ra một cái chính sách rất nhân bản và đặc biệt là dân tộc tính trong cái cuộc chiến chống Cộng sản, ngăn chặn Cộng sản khỏi tràn lấn xuống miền Nam của chúng ta. Và kính thưa quý vị, vì cái sự khác biệt nhau
giữa hai cái cách chống cộng của người Mỹ và cách chống cộng của Việt Nam Cộng Hòa, mà đã đưa đến cái sự ra đi vĩnh viễn của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mảnh đất Việt Nam của chúng ta luôn luôn đương đầu tất cả những cái biến động quan trọng nhất trong lịch sử ở miền Đông Nam Á, từ cái cuộc chiến chống cộng, từ cái cuộc chiến ngăn chặn cái sự bành trướng cộng sản xuống miền Đông Nam Á, cho đến ngày hôm nay tất cả những cái báo chí Hoa Kỳ đã bắt đầu nói đến Việt Nam như là một cái tiền đồn để chống lại cái sự bành trướng của chủ nghĩa Bắc Kinh. Từ những cái lịch sử đó, chúng ta rút được bài học như thế nào, kính thưa quý vị? Bài học chúng ta ngày hôm nay để nói đến cái sự độc lập của dân tộc Việt Nam, để nói đến cái nền tự do của dân tộc Việt Nam, chúng ta hãy nghĩ đến cái chủ thuyết rất là quan trọng của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đó là chủ thuyết nhân vị. Chủ thuyết nhân vị nói lên cái nền căn bản tự do của con người, đó là cái chủ thuyết tôn trọng cái giá trị nhân bản của con người. Cái điều thứ hai là chủ thuyết dân tộc. Dân tộc Việt Nam là trên hết. Và có như vậy, dân tộc chúng ta mới tồn tại sau 4.000 năm văn hiến. Tiếp theo, ông Minh nói rằng người quốc gia có nhiều phương cách chống cộng, tuy có khác biệt nhưng cần tôn trọng lẫn nhau khi có những ý kiến hoặc phê bình. Sau đó, bác sĩ Phạm Đức Vượng, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, phát biểu rằng hãy để cho lịch sử phê phán công hoặc tội của những vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, trích đoạn như sau. Những cái điều những người lãnh đạo làm, lịch sử sẽ phê phán, chúng ta không phê phán được. Và chính bây giờ, những người mà trước đây bị phê phán, hiện nay trong những ngày rỗ như thế này, chúng ta tụ họp nơi đây bỏ thì giờ của một cái ngày cuối tuần bên gia đình và những công việc khác để tưởng niệm đến một cái người mà chúng ta thấy đã lãnh đạo đất nước, đưa đất nước với từng bước một đến được một cái nền thể chế dân chủ. Ngày hôm nay, trong tinh thần đó, chúng tôi không biết nói gì hơn, xin đại diện cho tất cả các anh em cựu quân nhân coi vị Tổng thống như là tư lệnh quân đội. Chúng tôi sẽ được an nghỉ và lịch sử sẽ ghi công người đó. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Một đêm anh mơ mình dịu dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cao về. Bàn tay anh đang dịu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều tây đô. Hãy subscribe.
Nhân dịp lễ dỗ Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Triệu Hà hội địa phương quân và nghĩa quân, tặng cho Quốc hội 3 tiền xu được lưu hành thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, gồm có 2 tiền xu hình tròn in năm 1960, mỗi tiền mệnh giá 50 xu bằng bạc, và 1 tiền xu bằng đồng hình tròn in năm 1963, mệnh giá 1 đồng. Thưa quý vị, đồng tiền miền Nam Việt Nam thời Tổng thống Diệm, 1 Mỹ Kim đổi được 18 đồng quốc gia. Vào năm 1955, mỗi gia đình từ miền Bắc Việt Nam di cư vào miền Nam Việt Nam được cấp phát 800 đồng ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất. Buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm kết thúc sau lời cảm ơn quan khách đã đến tham dự và lời cảm tạ của ban tổ chức đến quý vị ân nhân, quý mạnh thường quân đã yểm trợ tài chánh cho Quốc hội, cũng như ủng hộ cho việc tổ chức buổi lễ này. Mỹ Lợi tường trình từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị. Mà thôi, 2 năm sau, ông Diệm sang bên Mỹ với tư cách là thượng khách của chính phủ Mỹ và đến nói chuyện với lưỡng viện quốc hội và được tiếp đón ở New York, thành phố New York một cách rất là trọng thể. Tôi chỉ muốn nói là ông Diệm, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đạt được kết quả như vậy trong một cái hoàn cảnh rất khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Bao nhiêu đại sứ Mỹ, đại sứ Pháp đều cho ông Diệm là chỉ 1-2 tuần, 1-2 tháng mà thôi, không có sự ủng hộ nào hết. Nhưng mà ông Diệm đã qua được hết cả những cái khó khăn đó và đã đạt được những cái kết quả mà chúng ta đã từng thấy. Xin cảm ơn quý vị. Trích đoạn phát biểu của giám sát viên Deb Cottagey được luật sư Đỗ Văn Quang Minh chuyển Việt ngữ. Ông ấy có nhớ, tuy là ông còn nhỏ, cái biến chuyển tại Việt Nam và ảnh hưởng tới cả thế giới. This is a wonderful tribute, of course, not just to the former president, but to all the rank and file military personnel who gave the ultimate sacrifice, who gave their lives for their country. Đây là một cái sự kính trọng không hẳn Tổng thống Ngô Đình Diệm mà tất cả những ai đã hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa. As a young man, while many of you were there protecting freedom, human rights and democracy, I was watching here on television the burial of John F. Kennedy, the assassination of Dr. Martin Luther King. And on June 4th, 1968, on the night my father won his first election, the assassination of Robert F. Kennedy here in California. Và tôi còn nhớ trong lúc một số quý vị tranh đấu cho tự do dân chủ, tôi nhớ cái sự ám sát của một số những người đạo đức, kể cả mùng 4 tháng 6, 1968, sự ám sát của ông Robert Kennedy, hồi đó là ứng cử viên tổng thống, và cũng là cái ngày cha của ông Dave Cortese đắc cử. So I tell you that because I want you to know that I understand firsthand, not from reading books, not from listening to stories, but I know firsthand what it feels like to go through this kind of tragedy, what a shock it is, not just to the country, but the people of the country, and how people grieve over these kinds of assassinations of our greatest leaders. Và tôi không hẳn chỉ có đọc qua báo chí, sách vở, nhưng mà tôi trực tiếp đã trải qua và có những cái kinh nghiệm nhìn thấy những cái cuộc ám sát đó nó ảnh hưởng đến quốc gia. But of course we all know that those of us who live on have become stronger for it. And we have built great things right here in this country together. We're so much better working together. And I look forward to working with all of you together to finally achieve the dreams of the Vietnamese American community right here in the city of San Jose as your next mayor. And I thank you all for your support. Và tôi tin rằng là chúng ta
vẫn sống sót và còn mạnh hơn, đã trải qua những cái thử thách và bây giờ chúng ta còn mạnh hơn. Và tôi mong đợi sẽ là thị trưởng để cộng tác và làm việc chung với quý vị cho thành phố San Jose. Cô Vân Lan Trường thay mặt giám sát viên Cindy Chavez đọc lên cảm nghĩ về cuộc thảm sát nhà ái quốc Ngô Đình Diệm gây thảm họa cho đất nước Việt Nam. Trích đoạn. Khi tưởng nhớ đến vị tổng thống dân cử đầu tiên của nền đệ nhất Cộng hòa của Việt Nam từ năm 1954 tới 1963, có lẽ quý vị không khỏi nhớ đến một số chính sách quan trọng và tiêu biểu của cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, như chủ nghĩa nhân vị, chính sách ấp chiến lược, xây dựng làng ấp và chính sách chiêu hồi, kêu gọi đối phương trở về với chính nghĩa quốc gia. Tổng thống Diệm đã lãnh đạo và canh tân xứ sở, giúp mang lại một đời sống thanh bình và ổn định với nhiều chuyển vọng, cho đến khi chiến tranh Việt Nam ngày càng gia tăng với Cộng sản Việt Nam và sự giúp đỡ của đồng minh Hoa Kỳ cùng biến cố Phật giáo làm đảo lộn trật tự xã hội, mang đến nhiều thảm họa cho đất nước Việt Nam. Sau hơn nửa thế kỷ, người dân Việt Nam ngậm ngùi nhìn lại những biến cố lịch sử đó và tiếc thương cho một vị nguyên thủ quốc gia có tinh thần dân tộc đã cố gắng xây dựng xã hội. Nói lại vài ba chuyện để quý vị suy xét. Ông Ngô Đình Diệm rời nước Mỹ tháng 5 1953 để đi Âu Châu. Lúc ông Ngô Đình Diệm rời xứ Mỹ tháng 5 1953, những người tiến đưa ông Ngô Đình Diệm có 9 người mà thôi, không có một quan chức nào của chính phủ Mỹ. Và một trong những 9 người đó, nhân chứng trong cái vụ tiến đưa ông Diệp, có mặt tại đây. Nếu mà quý vị muốn hỏi thêm chi tiết về cái lúc tiến đưa ông Diệp tháng 5 1953 để ông Diệp đi Âu Châu. Kế tiếp khi ông Diệp tới nước Bỉ, tức là Belgium, sau đó khoảng 2 tháng, ông Diệp có viết một cái thơ cho Benedictine Monastery, tức là dòng cha Benedictine ở Belgium, để xin nhập viện với tư cách là một người gọi là oblate, tức là không phải là tu sĩ nhưng mà được xin vào trong viện đó. Cái thơ đó tôi có được đọc, tôi tiếc là không có giữ một bản sao, nhưng mà những người bên Benedict đó họ có đến tại cái tu sĩ đó, Benedictine Monastery, và họ có cái thơ do ông Diệm viết thơ cho Benedictine Monastery ở bên Benedict để xin vào viện ở bên Benedict. Tức là lúc đó ông Diệp cũng không có một cái chương trình nào để mà sinh hoạt ở Việt Nam. Tháng 7 năm 54, khi ông Diệp về chấp chính, thì đến tháng 8 năm 54, tức là một tháng sau, quý vị nhớ là một tháng sau, thì lúc đó Hiệp định Geneva đã ký kết ngày 20 tháng 7. Ông Diệp về chấp chính mùng 7 tháng 7. 20 tháng 7 thì là ký Hiệp định Geneva. Đến tháng 8 năm 1954, ông đại sứ Mỹ tại Pháp tên là ông Dillon họp với ông đại sứ Mỹ tại Pháp, không xin lỗi, ông gặp ông đặc sứ của Pháp tại Bộ Ngoại giao Pháp, và ông đánh điện về cho Ngoại trưởng Mỹ tháng 8 năm 54, tức là một tháng sau khi ông Diệm chấp chính. Và ông nói rõ rằng là ông Diệm sẽ không có đủ khả năng để mà thực hiện
những cái gì mà chúng ta muốn ông ta thực hiện. Và nghĩ rằng ông Diệp chỉ trong một tháng là sẽ phải nghỉ từ chức, không thể nào có đủ khả năng để làm bất cứ một cái công việc gì hết. Đó là tháng 8 năm 54. Vậy nếu mà chính phủ Mỹ mang ông Diệm về tháng 7 năm 54 mà tháng 8, một tháng sau đã có người nói rằng ông không thể nào làm được việc. Đến tháng 12 năm 54, ông Tương Hình từ chức. Tháng 4 năm 55, đại sứ Mỹ tại Việt Nam đánh điện về cho Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng Mỹ, cũng nói rằng ông Diệm chỉ được thêm 2-3 tuần nữa mà thôi. Chúng ta phải chuẩn bị có người nào thay thế. Và họ đã đề nghị lúc đó hai người thay thế ông Diệm, hoặc là ông Trần Văn Đỗ, hay là ông Phan Huy Khoát. Đây là tháng 4 năm 1955. Tôi còn nhớ đến tháng 5 năm 55, lúc đó tôi di cư vào Việt Nam, vào Sài Gòn. Lúc đó qua một giai đoạn binh biến với Bình Xuyên, tôi còn nhớ súng nổ ngay ở Sài Gòn. Và trong một tháng ông Diệm đã thanh toán được phiến loạn Bình Xuyên. Đây là tháng 5 năm 55. Quý vị nhớ là 2 năm sau, năm 1957, 2 năm sau, đúng 2 năm, ông Diệm đã đạt được những công việc như thế nào? Trước hết, chúng ta có một hiến pháp. Tháng 10 năm 55 và tháng 10 năm 56, ông Diệm đã cử tổng thống. Và đến tháng 6 năm 57, ông Diệm được tiếp đón tại Lưỡng viện Quốc hội Mỹ với tư cách là thượng khách của chính phủ Mỹ và của Quốc hội Mỹ. Quý vị tưởng tượng trong 2 năm, trước đó là tháng 5 năm 55, ông đại sứ Mỹ bảo là ông Diệm chỉ có mấy tuần nữa. Sau phần giới thiệu quan khách, trưởng ban tổ chức ông Mai Quyên, chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California, ngỏ lời chào mừng quan khách. Ông nói lên mục đích và ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm, trích đoạn như sau. Kính thưa Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, đại diện các tướng lãnh, kính thưa quý vị niên trưởng quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, quý đại diện các đoàn thể, tổ chức chính trị quốc gia, quý cơ quan truyền thông và báo chí, quý đồng hương tị nạn cộng sản và quý chiến sĩ hữu thuộc các quân binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính chào mừng quý vị đã đồng ứng tham dự buổi tổ chức lễ giỗ cố tổng thống Ngô Đình Diệm lần thứ 51 trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sự việc tiểm niệm các vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã quá cố mà khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali chúng tôi vẫn duy trì hàng năm tại trung tâm sinh hoạt, nơi thờ kính các chư vị anh linh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho Tổ quốc vì lý tưởng tự do, theo truyền thống khu hội đã từng nghĩ đến và làm trong mục đích vinh danh những vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có lập trường nhiệt huyết với Tổ quốc dân tộc, chống lại chủ thuyết cộng sản vô thần, gian manh xảo quyệt để đem lại tự do dân chủ nhân quyền, hạnh phúc ấm no cho toàn dân Việt Nam. Mặc dù thời thế và bối cảnh chính trị của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thời điểm đó với áp lực của một đồng minh thân cận và siêu cường nhất thế giới đã xoay chuyển trong quyền thế để xảy ra việc chính biến vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, khiến Tổng thống Ngô Đình Diệm, người sáng lập nên nền đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam, đã bị thảm sát và nền đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam cũng chấm dứt từ đó. Việc phê phán của nền đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam do cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng tôi xin để quý vị suy luận, thế giới nhận xét và lịch sử Việt Nam phê phán công và tội. Nhưng cố Tổng thống Ngô Đình Diệm
đã lập nên nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, đã đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền, hạnh phúc, ấm no và an ninh cho đồng bào miền Nam Việt Nam trong suốt 9 năm trời mà cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo đất nước. Hôm nay, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục duy trì lễ tưởng niệm lần thứ 51 của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm để nói lên lời tri ân một vị nguyên thủ quốc gia luôn luôn đặt quyền lợi tổ quốc, dân tộc và đồng bào trên hết, với chủ trương tổ quốc an ninh, dân cư lạc nghiệp, quốc gia thái bình và thịnh vượng. Nguyện cầu anh linh cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sống khôn, thác thiêng, xin phù trợ cho đồng bào quốc nội và hải ngoại lưu vong hiệp một lòng một ý xóa bỏ thể chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng sản để đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho hơn 85 triệu đồng bào tại Việt Nam đang khát khao vùng dậy. Trân trọng kính chào quý liệt vị. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình kêu gọi mọi người trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ, cần có một tiếng nói chung, hợp nhất để tạo thành một cuộc cách mạng tại Việt Nam. Trích đoạn. Thế hệ trẻ phải thấy rõ rằng những cái gương sáng của Ngô Đình Diệm và những người lãnh đạo của đất nước của chúng ta trong nhiều chục năm trước đã làm. Và bây giờ mọi người trong nước và hải nước phải có bổn phận để mà đưa lại đất nước và dân tộc được ở một cái trạng thái bình thường như tất cả các dân tộc khác. Tất cả các anh em ở trong nước đã ý thức trong một cái hoàn cảnh mà đầy những cái đe dọa của Cộng sản mà họ vẫn dám công khai đứng lên để mà làm những cái chuyện mà khó khăn đó, thì tôi nghĩ rằng ở ngoài này chúng ta cũng phải có bổn phận làm sao mà tạo được một cái thành trì vững vàng để tạo một cái thời cơ để mà có cái sự mà cải biến, chuyển biến, hay là kể cả cách mạng ở trong nước. Tất cả các anh em ở trong nước và hàng bước phải tiến đến một cuộc cách mạng để mà sửa đổi đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ông Nguyễn Đức Cường, cựu Tổng trưởng Kinh tế Việt Nam Cộng Hòa, đưa ra những dữ kiện lịch sử gần đây để mọi người suy xét về những dư luận trước đây và sau này cho rằng ông Ngô Đình Diệm về nước làm thủ tướng là do sự đưa đẩy của người Mỹ hay người Pháp. Trích đoạn như sau. Gần đây có những cái dữ kiện về lịch sử, tôi xin. Thời hậu thuộc địa và một nhà ái quốc, liêm chính, cương quyết chống chủ nghĩa cộng sản, ngoại lai, mặc cho bao chông gai và thử thách. Sự tham chiến của Hoa Kỳ vào chiến trường Việt Nam, cuộc thảm sát Tổng thống Diệm và bảo đệ của ông là ông Ngô Đình Diệm và những cuộc đảo chính của các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã dẫn đến những hậu quả tang thương không thể tránh khỏi được cho đất nước Việt Nam. Tôi hy vọng rằng lịch sử sẽ đặt cho Tổng thống Ngô Đình Diệm một vị thế xứng đáng cho lòng yêu nước, yêu chính nghĩa của ông. Tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trong ngày giỗ của ông và kính chào các vong linh của những chiến sĩ, những người dân cũng như những nhà lãnh đạo quá cố đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Lịch sử đã dạy chúng ta nhiều bài học vô cùng giá trị về chiến tranh và hòa bình, và nhất là những nhà lãnh đạo quốc gia. Họ đã để lại những trang sử cần được học hỏi và suy ngẫm cho các thế hệ mai sau, hầu tránh khỏi những lỗi lầm của quá khứ nhằm xây dựng quốc gia và sự trường tồn của dân tộc. Tôi kính chúc quý vị và gia đình mọi điều may mắn, luôn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Trân trọng và giám sát viên Cindy Chavez xin kính chào quý vị. Trích đoạn phát biểu của ông Trương Thành Minh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California. Chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, người đã khai sáng nền đệ nhất Cộng Hòa của chúng ta, đã cho chúng ta hưởng được những cái thời điểm đầu tiên của tự do, độc lập. Cái ngày mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã có những cái thời điểm huy hoàng, mặc dù vừa mới tách ra khỏi một cái chế độ phong kiến cũng như cái sự lệ thuộc
của Pháp. Kính thưa quý vị, nhớ đến những ngày hôm đó, chúng ta mới nhớ lại rằng trong thời gian đó, Cộng sản không bao giờ có thể phát động được một cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã lợi dụng lòng dân, đã lợi dụng cái lòng yêu nước và chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam để phát động cái chiến dịch, cái cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Bởi vì chính Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đưa ra một cái chính sách rất nhân bản và đặc biệt là dân tộc tính trong cái cuộc chiến chống Cộng sản, ngăn chặn Cộng sản khỏi tràn lấn xuống miền Nam của chúng ta. Và kính thưa quý vị, vì cái sự khác biệt nhau giữa hai cái cách chống cộng của người Mỹ và cách chống cộng của Việt Nam Cộng Hòa, mà đã đưa đến cái sự ra đi vĩnh viễn của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mảnh đất Việt Nam của chúng ta luôn luôn đương đầu tất cả những cái biến động quan trọng nhất trong lịch sử ở miền Đông Nam Á. Từ cái cuộc chiến chống cộng, từ cái cuộc chiến ngăn chặn cái sự bành trướng Cộng sản xuống miền Đông Nam Á, cho đến ngày hôm nay, tất cả những cái báo chí Hoa Kỳ đã bắt đầu nói đến Việt Nam như là một cái tiền đồn để chống lại cái sự bành trướng của chủ nghĩa Bắc Kinh. Từ những cái lịch sử đó, chúng ta rút được bài học như thế nào? Kính thưa quý vị, bài học chúng ta ngày hôm nay để nói đến cái sự độc lập của dân tộc Việt Nam, để nói đến cái nền tự do của dân tộc Việt Nam, chúng ta hãy nghĩ đến cái chủ thuyết rất là quan trọng của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đó là chủ thuyết nhân vị. Chủ thuyết nhân vị nói lên cái nền căn bản tự do của con người, đó là cái chủ thuyết tôn trọng cái giá trị nhân bản của con người. Cái điều thứ hai là chủ thuyết dân tộc. Dân tộc Việt Nam là trên hết. Và có như vậy, dân tộc chúng ta mới tồn tại sau 4.000 năm văn hiến. Tiếp theo, ông Minh nói rằng người quốc gia có nhiều phương cách chống cộng, tuy có khác biệt nhưng cần tôn trọng lẫn nhau khi có những ý kiến hoặc phê bình. Sau đó, bác sĩ Phạm Đức Vượng, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, phát biểu rằng hãy để cho lịch sử phê phán công hoặc tội của những vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Trích đoạn như sau. Những cái điều những người lãnh đạo làm, lịch sử sẽ phê phán, chúng ta không phê phán được. Và chính bây giờ, những người mà trước đây bị phê phán, hiện nay trong những ngày rỗ như thế này, chúng ta tụ họp nơi đây bỏ thì giờ của một cái ngày cuối tuần bên gia đình và những công việc khác để tưởng niệm đến một cái người mà chúng ta thấy đã lãnh đạo đất nước, đưa đất nước với từng bước một đến được một cái nền thể chế dân chủ ngày hôm nay trong tinh thần đó. Kính thưa quý khán thính giả, lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trang trọng khai diễn lúc 12 giờ trưa thứ Bảy 1 tháng 11 năm 2014 tại Trung tâm Sinh hoạt Quốc hội Bắc California với khoảng 150 người gồm đại diện các tổ chức hội đoàn, nhân sĩ, đồng hương và truyền thông địa phương đến tham dự. Hai MC, ông Huỳnh Phong và ông Trương Ngọc Mỹ điều khiển chương trình buổi lễ. Chào tay! Chào! Lễ tưởng niệm được bắt đầu bằng lễ rước di ảnh cố Tổng thống Ngô Đình Diệm qua hàng quân danh dự và quan khách đứng nghiêm trang hướng về đoàn rước di ảnh tiến vào vị trí hành lễ. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và ông Nguyễn Đức Cường tiếp nhận di ảnh cố Tổng thống Ngô Đình Diệm an vị lên bàn thờ. Thank you.
Tiếp đó, lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Mời quý vị theo dõi trích đoạn như sau. Quý chư hữu, chào tay, chào Quốc ca Hoa Kỳ. Sau đây là lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêm! Chào tay! Chào! Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Phúc mặc niệm để tiễn nhớ tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến anh hùng tử sĩ đã vì quốc vong thân, để tưởng nhớ đến chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chiến sĩ đồng minh, đặc biệt hơn 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ, tự do, dân chủ cho Việt Nam Cộng Hòa. Để tưởng nhớ đến quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã thiệt mạng trong lao tù Việt Cộng và trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Đặc biệt hôm nay, để tưởng nhớ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, vị chí sĩ sáng lập Đệ nhất Cộng Hòa, người khai mở kỷ nguyên tự do dân chủ cho tổ quốc và dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau đó là phần niệm hương trước bàn thờ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ban tổ chức mời khách danh dự tiến đến bàn thờ dân hương. Tiếp theo là đại diện các đoàn thể, đồng hương và các chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa thắp nén hương dâng lên bàn thờ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm.